Ngày 22 tháng 9, một người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ dừng xe giữa đường, chặn xe tải rồi trèo lên đầu xe, bẻ gãy hai cần gạt mưa. Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.